Hi, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Hà Du Ký Vlog. Hiện tại bây giờ Hà đang có mặt tại khu vực Hồ Chiến Thắng. Hà thấy cái khu vực này còn khá là hoang sơ và cảnh đẹp, rất là nhiều cây thông nữa. Nên Hà đến đây ngắm cảnh và review chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn. Rồi bây giờ xin mời quý cô chú anh chị và các bạn đi ngắm cảnh cái Hồ Chiến Thắng với Hà ha. Ở đây có đồi thông cũng rất là đẹp nữa. Let's go quý cô chú anh chị và các bạn ơi. Trời hôm nay khá là âm u quý cô chú anh chị và các bạn. Ở đây có những cây thông nè, thấy rất là nhiều thông luôn. Nó bạc ngàn thông. Vô cái khu vực này cảm giác là không khí rất trong lành và mát mẻ lắm luôn á. Những cái cây thông nó bị trụi lá nè, nhìn cũng thấy rất là dễ thương, nhìn cũng rất là đẹp nè. Hà đang cho quý cô chú anh chị coi cái bầu trời hôm nay. Tiết trời mát mẻ, mây nhiều, âm u nhưng mà chưa có mưa. Quý cô chú anh chị và các bạn thấy không? Quá trời thông luôn. Xung quanh toàn là thông. Đó. Đó. Quý cô chú anh chị và các bạn thấy hầu như là không có nhà ở khu vực này ha. Còn khá là hoang sơ. Mình đến đây mình ngắm cảnh cũng rất là thú vị. Đó, mình đến đây mình ngắm cảnh, mình dã ngoại rất là thú vị luôn nha. Cá này cá gì anh? Cá rô với cá diện. À đó. Tới đây câu cá cũng vui. Nhưng mà anh cho mình câu cá hả? Không. Dạ. Đùi đó, đùi đó. Dạ đó, bên bộ đội hả? Dạ. Ok. Mặt nước hồ đẹp quá. Ở nơi này cũng khá là yên bình. Hồi nãy hỏi mấy anh đây thì mấy anh đây nói là khu vực này là của quân đội. Nhưng mà nãy có cái anh kia cũng là quân đội đó. Mình hỏi khu vực này ngắm cảnh được hay không? Chụp hình quay phim được hay không? Anh nói được. Đó rồi mình mới vô đây mình review chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn. Mặt nước đẹp ha. Chiều nay mới có 3 giờ rưỡi chiều. Mà bầu trời khá là âm u và tĩnh mịch. Nhưng mà không có mưa, mát mẻ lắm quý cô chú anh chị và các bạn. Mặt nước lăn tăn. Mặt nước lăn tăn những con sóng, nhìn vui mắt quá. Cái này mà có nắng lên nữa đó, chắc chắn sẽ nhìn mặt nước đẹp hơn. Vì nó phản chiếu được cái những cái thông xuống mặt nước, có màu xanh như thế này nè, đẹp hơn.
Đó quý cô chú anh chị và các bạn thấy không? Thông quá trời thông luôn. Bạc ngàn thông. Xung quanh hồ mát mẻ. Ở Đà Lạt nhìn mấy cái thông này Hà cũng thấy vui mắt nữa quý cô chú anh chị và các bạn. Không biết sao Hà rất là yêu thiên nhiên luôn. Hà đứng Hà thấy thì nước trong xanh nè. Nhưng mà vì hôm nay không có nắng á, nên nó không phản chiếu xuống mặt nước được, nên quý cô chú anh chị và các bạn sẽ không thấy được màu xanh của mặt nước. Trời, bầu trời đẹp quá nè. Thông bạc ngàn luôn. Đồi thông ở đây quá đẹp luôn quý cô chú anh chị và các bạn. Hà đi vô Hồ Chiến Thắng, Hà thấy cái view xung quanh Hồ Chiến Thắng cũng đẹp lắm. Bây giờ thì xin mời quý cô chú anh chị và các bạn ngắm cái view xung quanh Hồ Chiến Thắng ha. Quý cô chú anh chị và các bạn có thấy những nhà lồng không? Ở những nhà lồng đó người ta đang trồng rau củ quả hoa ở trong đó đó. Thì Hà có đang rao bán 10.000 mét vuông đất ngay chỗ vị trí này. Quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu hoặc biết ai có nhu cầu mua đất ở phường 8 thành phố Đà Lạt đó thì giới thiệu cho Hà ha. 1 mét vuông là 11 triệu có thỏa thuận nha quý cô chú anh chị và các bạn. Rồi, Hà xin được cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã đồng hành với Hà đến một cái nơi rất là yên tĩnh, nơi đó có những cái hàng thông xanh, mặt nước trong veo và nơi đây có không khí trong lành, mát mẻ. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn thích nội dung Hà chia sẻ thì vui lòng cho Hà một like, chia sẻ clip để nhiều người cùng xem. Đăng ký kênh ủng hộ Hà nha, tất cả đều là miễn phí nha quý cô chú anh chị và các bạn.